thưa quý vị, ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng vừa ban hành quyết định số 2836 QĐ UBND ngày 21 tháng 8 năm 2021 về việc tiếp tục thực hiện ai ở đâu thì ở đó từ 8 giờ ngày 23 tháng 8 đến 8 giờ ngày 26 tháng 8 theo đó tiếp tục thực hiện quyết định số 2788 QĐ UBND ngày 14 tháng 8 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố về việc bổ sung và điều chỉnh một số biện pháp cấp bách để phòng chống dịch trên toàn địa bàn thành phố đến ngày 26 tháng 8. Cho phép những người tham gia hoạt động giao nhận hàng hóa thuộc các đơn vị cung ứng hàng hóa và những người giao hàng công nghệ shipper được giao hàng cho các hộ gia đình có nhu cầu. Thời gian được phép giao từ 8 giờ đến 20 giờ, bắt đầu từ ngày 23 tháng 8. Đối với các ngày sau đó bắt đầu từ 6 giờ đến 20 giờ, các mặt hàng được phép giao nhận vận chuyển gồm lương thực, thực phẩm, hàng thiết yếu từ các trung tâm thương mại, các siêu thị, các chuỗi cửa hàng tiện lợi được phép hoạt động theo quy định của thành phố. Đối với các hộ gia đình ở trong khu vực cách ly y tế, tiến hành giao hàng tại các chốt kiểm soát, lực lượng các chốt sẽ chuyển cho các hộ gia đình đặt hàng. Các shipper phải đáp ứng những điều kiện như đã tiêm ít nhất một liều vaccine phòng chống COVID-19, xét nghiệm SARS-CoV-2 định kỳ 3 ngày một lần bằng phương pháp Real-Time PCR, bảo đảm các quy định về phòng chống dịch theo quy định, thực hiện 5K, thay mặt trang phục bảo hộ của ngành y tế, đồng thời phải có thể nhận diện tham gia giao thông do công an thành phố cấp kèm theo giấy tờ tùy thân và các giấy tờ xác nhận người đã tiêm vaccine xét nghiệm. Sở Công Thương tiếp tục tổ chức thực hiện phương án bảo đảm cung ứng kịp thời lương thực, thực phẩm, hàng thiết yếu đến người dân thành phố.